Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội của ông Vương Đình Huệ. Chiều ngày 2 tháng 5, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 7 theo triệu tập của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo nguồn tin từ Dân trí. Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Trước đó, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, xin nghỉ công tác và được Ban chấp hành Trung ương đồng ý. Tại hội nghị Trung ương vào ngày 26 tháng 4, Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở. Ông Huệ được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông Huệ cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vào ngày 22 tháng 4, trợ lý của ông Vương Đình Huệ là ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quyết định khởi tố này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Ban chấp hành Trung ương nhận định những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nguyên nhân khiến ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nguyên nhân khiến ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội bởi những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê ở Nghệ An. Ông là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 806 báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường thứ 6, Quốc hội khóa 15. Theo đó, trên cơ sở, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, ý kiến của cử tri, nhân dân cả nước và từ tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thống nhất tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15 như sau. Kỳ họp bất thường lần thứ 6 diễn ra trong 5 ngày, ngay sau hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp bất thường đã hoàn thành chương trình đề ra. Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Công tác nhân sự trình Quốc hội tại kỳ họp đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định, nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự đồng thuận rất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Hồ sơ tài liệu trình Quốc hội được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, các thông tin liên quan đến nhân sự được chuẩn bị rõ ràng, cung cấp kịp thời, tạo thuận lợi để Quốc hội xem xét, quyết định. Các vị đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu, thể hiện rõ chính kiến đối với các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp.
Báo cáo cũng nêu rõ, mặc dù thời gian kỳ họp ngắn, công tác chuẩn bị gấp, nhưng nội dung của kỳ họp vẫn được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, đúng quy định. Bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, công tác phục vụ về mọi mặt cho kỳ họp cũng được triển khai tích cực, chu đáo, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Kết quả của kỳ họp đã thể hiện sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các cơ quan hữu quan, tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, sự theo dõi, giám sát và chia sẻ của cử tri và nhân dân cả nước, sự tham gia, đưa tin kịp thời, chính xác của các cơ quan thông tấn báo chí. Triệu tập kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội và kỳ họp chia theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến sáng ngày 8 tháng 6 và đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến sáng ngày 28 tháng 6. Tổng thư ký Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh tiến độ một dự án luật, bổ sung 4 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh, bổ sung trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Cụ thể, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được điều chỉnh từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9. Bổ sung trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 đối với các dự án. Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, sửa đổi được đề xuất bổ sung trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình một kỳ họp. Bổ sung trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các dự thảo, nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu, các nội dung kỳ họp để gửi đại biểu Quốc hội theo đúng quy định. Để kỳ họp thứ 7 đạt kết quả tốt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10 tháng 5 để tổng hợp báo cáo Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội, khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 rất nặng. Báo cáo tại phiên họp về công tác chuẩn bị, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 7 là 26 ngày. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 27 tháng 6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội, chia làm hai đợt, đợt 1 là 17 ngày, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, đợt 2 là 9 ngày, từ ngày 17 tháng 6 đến sáng ngày 27 tháng 6. Dự kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp, 16 nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, có 20 nhóm nội dung được các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu. Kỳ họp dự kiến bố trí thời gian 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Theo ông Bùi Văn Cường, công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp đã và đang được cơ quan hữu quan tiến hành khẩn trương nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ, kịp thời phục vụ kỳ họp. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo thường trực các ủy ban phụ trách nội dung phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, theo dự kiến nội dung kỳ họp, khối lượng công việc là rất lớn. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự án luật và nhiều nội dung quan trọng về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, chất vấn, giám sát chuyên đề và các vấn đề quan trọng khác. Đánh giá cao nỗ lực, tinh thần làm việc, sự chủ động, khẩn trương của các cơ quan trong chuẩn bị hồ sơ tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan tiếp tục đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực, quyết tâm cao nhất,
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu, cố gắng gửi tài liệu đúng hạn theo quy định. Đối với dự án luật phòng cháy chữa cháy và hai dự thảo nghị quyết đã được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ để các cơ quan thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 5 trước khi trình Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cũng cho biết, theo dự kiến, cơ quan này sẽ thẩm tra hai nội dung sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, gồm luật địa chất và khoáng sản, quy hoạch không gian biển quốc gia. Do đó, ông đề nghị các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ gửi tài liệu, tờ trình để đảm bảo tiến độ thẩm tra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!